Một công thức nữa liên quan đến diếp cá cũng tốt, mà đặc biệt là tốt cho những người liên quan đến bệnh tiểu đường, đó là diếp cá kết hợp với dưa chuột. Các bạn ép công thức này uống, nó vừa mát và nó vừa làm sao, nó không làm cho mình tăng đường huyết, bởi vì cái vị này nó không có cái vị, nó không có hàm lượng đường nhiều từ hoa quả ngọt, mà dùng dưa chuột với diếp cá các bạn ép lên nhé. Em mua được một mớ diếp cá thì cố gắng là chia nhỏ ra để mình làm được nhiều công thức nước ép để giúp đỡ mọi người, vì mỗi một người khác nhau, công thức này thì hợp cho người tiểu đường lắm. Còn công thức diếp cá với táo kia thì những người liên quan đến tiểu tiểu rắt mà không bị đường huyết cao thì các bạn uống sẽ rất là ngon đấy. Còn nếu như tiểu đường nhẹ thì các bạn cho một quả táo nhỏ nhỏ thôi đấy. Đây là công thức này thì những người tiểu đường thì rất là hợp lý hơn, nó sẽ ít lượng đường rồi ạ. Bây giờ mình cho vào máy mình ép, mình cố gắng lên mình ăn xanh nhiều thì mình sẽ nhanh. Vậy là mình đã xong rồi. Buổi sáng em rửa rau củ hết ở trong buổi tối hôm trước và sáng hôm ra mình chỉ ép mất nhiều thời gian ấy. Thì hôm nay mình ép rất là nhiều loại rau đấy. Hôm nay em bảo phải ép đến hơn 2 lít rau củ quả, đặc biệt là công thức màu xanh. Cả nhà mình nhớ chịu khó, cái công thức này rất tốt cho người tiểu đường nhé, nó mát, giải nhiệt và mát. Rồi, cảm ơn cả nhà mình.